Xin chào các bạn, mình tên là Thanh Tuyết. Ba từ để nói về mình đó là trung thực, tự tin và yêu thương. Xin mọi người hãy cổ vũ cho mình. Hôm nay là ngày 14 tháng 7, mình thực hiện việc rèn luyện trí nhớ và ghi nhớ được 126 chữ. Sau đây thì mình sẽ trình bày cái bài ghi nhớ của mình. 8630 55 18 6234 78 76 27 23 13 44 61 22 04 35 65 07 97 55 43 25 07 52 113 19 47 06 45 49 46 17 54 05 64 2015 69 04 46 07 41 87 34 39 46 78 11 44 73 36 25 92 12 84 85 126 41 49 169. Vừa rồi thì mình đã thực hiện cái bài ghi nhớ của mình trong ngày hôm nay. Chúc cho các bạn chúng ta một ngày thật nhiều năng lượng và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.